Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Mình với là chuột đang trồng cây trên mấy cái thùng múc mà hôm bữa mình có quay. Có vô đất cho chấu phân. Bây giờ mình trồng cây lên. Đây là cây đinh lăng. Mình trồng cái này trước để nấu nước uống hoặc là ăn cái gì mình ăn kèm vô cũng được, ngon. Mà ăn cái này nó mát lắm. Tốt, đinh lăng với đinh hương. Nãy mình qua bên vú mình lấy á, coi chuột nữa, lấy gừng, nghệ, sả, ớt, cần tây ha chuột. Dạ. Cần tây nữa ha. Ớt cần 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 tàu ha. Cần tàu. Rồi cái gì đây? Cái lá ngót nữa ha. Bùi ngót. Quá trời luôn. Rồi cả dâu cây này chị Ho nè, quên rồi ha. Cần gì lá. Cần gì lá. Chị Ho rồi mùng tơi. Đủ thứ hết á. Đó, xong sẵn ở đây cái mình vừa trồng cây, mình câu kiếm mấy con cá. Để hồi nữa chiều mình làm món gì mình ăn cơm. Chút nữa mình câu có cá trê mình nướng nè, mình nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành ha. Được á. Từ anh kiếm cái chỗ nào thả. Tay trái ngược tay quá. Rồi kệ đi. Đáng lẽ tối mình câu ngon hơn. Giờ mình cứ cây này đẹp ghê. Kẹo nó đứng nè. Cái chừng nó rớt xuống dưới nước hết á. Em bới đất cái chừng nó rớt dưới nước á. Đinh lăng mình trồng nhiều để mình nấu nước luôn. Nấu nước mình ăn. Quên, nấu nước mình uống chứ nấu nước mình ăn. Con súng nó đầu nó ra lại nữa nè. Nãy em qua bên kia làm gì chuột? Dạ. Nãy em qua bên kia làm gì á? Qua cắm mấy cần câu mà. Hả? Cắm mấy cần câu kiếm cá ăn mà. Cắm hả? Cắm được con hải rồng dèo quá. Cắm được chưa? Con cũng trồng trọng. Đẹp đê. Con trồng trọng hả? Thả vô rồng dèo hả? Thả rồng dèo. Chỗ ta? Chưa gì kiếm được cá rồi ta. Gió quá. Ở đây buổi chiều. Ôi. Đây buổi chiều mát. Tới nó ăn nữa bây giờ. Quê rồi đó. Rồi để đi. Có xì tim rồi đó không? Ăn nè. Đó thấy chưa? Thảm chuột. Ăn. Ý kiểu ăn kiểu thấy ghét á em. Đó. Trời ơi. Thấy à. Thôi mất cái đầu luôn. Làm sao? Trời ơi luôn. Thả xuống luôn. Mấy cái dây leo nè. Thôi cho nó leo đây luôn hả chuột ha. Dạ. Sau này em cho lên cạn thế. Cho sâu xuống dưới. Rồi. Tưới đã sống à. Này gió mát quá. Nãy giờ mình giật hụt không.
Hai anh em mới câu được 10 phút. Thấy tình hình giật mấy phát rồi mà không dính mang lưới qua giăng luôn. Sẵn thấy anh em đang câu cá, mình ra mình giăng lưới cho anh em ảnh dễ câu. Dạ anh đi đâu, chuột đi theo đó à. Cần thả phụ không chuột? Cần thả phụ không? Chuột cái giẫm được cá rô là cá rô hay cá phi? Hả? Giẫm lên luôn hả? Đạp lên nó đâm cái bắt đó. Để này đi, giẫm nó rồi cả. Nhảy á. Để nó xuống đi. Kia vô anh vô đóng coi có gì đựng nữa. Để anh qua anh lấy cái đồ giẫm ha. Qua lấy. Ở già. Nè cho vô đây. Chạy cái gì? Xanh le. Rồi. Mình với lại chuột đi gỡ lưới. Tình hình là không có cá rồi mọi người ơi. Hôm nay gió lớn. Gió lớn cho nên là cá nó không có bơi, nằm một chỗ rồi. Câu không được luôn. Nãy nhỏ văn tôi xuống sửa lại cái cầu. Ý không phải sửa mà là đóng thêm dáng. Để mai mốt mọi người đi cho nó dễ. Rồi anh thấy tình hình nãy thấy không có, nó trong lưới nó không có quận gì hết. Ếch. Ủa. Đừng dỡ lưới lên chuột. Chụp đó hả? Từ từ. Được con cá tre. Ở xứ mình thì cá tre nó nhiều lắm, cá tre với rô đồng, rô mè với lại cá tre là nhiều nhất, cá tre là nhiều nhất, lại bùng không à. Đây em cầm. Bữa lội tét, bữa lội mà đi xuống dưới múc bùng lên cái đảo á. Mình bị dẫm lên cái cây cái tét giò nên là giờ không có lội được, giờ chỉ có làm ở trên cầu thôi, đóng dáng trên cầu thôi. Giờ mà chân mình lội xuống dưới là thua luôn ạ. Có con rồi chuột. Thôi lên đi chuột ơi, lạnh em ơi. Có nhiêu ăn có nhiêu được rồi em ơi. Nay lạnh cá không có lội đâu. Cá không lội, mình lội. Oh, đây. Thêm một con cá tre nữa. Ủa cá tre không à.
ngon ngon ngon. Có mập hả? Ăn muối. Sao chuột? Cá lẻ cái nước cả không không đầy miệng rồi đàng hoàng là ăn muối. Không có cơm ăn. Hai con. Con kia ba con. Kiếm thêm con. Lúc nãy chú thấy trời lạnh thì chú biết không có cá sao chú kêu được. Chú kêu là để chú mang mấy cái trứng gà ta á, ấy trứng gà tre á, mang qua chiên mà cũng được mấy con rồi, ba cái tre một cái đô rồng. Rồi đi lên luôn đi nha em. À, để anh mang cái cho mừng nha. Anh dĩ chuột. Ừ, vứt mỡ vô nhúc lên luộc luôn ha. Vũ cũng lên nè. Vũ ơi, chuột gỡ được mấy cái tre nè. Gỡ được thêm mấy con cá tre rồi. Ở đất thôi em ơi, lên đi, trời lạnh á. Được rồi, như đó được rồi. Rồi, đổ cá ra coi. Được mấy ba em. Bây giờ, nghe giọng em là thấy cả 10 sao á. Ôi, hết rồi. Ba con cá chê với lại một con cá rô đồng. Con cá này em cấm câu mà. Chuột có dẫm lên mà người nó bùng không à? Nó chuối á. Nó chuối chuột dẫm lên. Còn nó xấu số rồi. Rồi xóc muối đi. Rồi mình cho nướng luôn. Mình nướng là mình xóc muối sạch cái đầu mình nướng luôn. Chứ mình không có mừng. Đó, mình cho vô mình nướng than luôn. Còn bên đây đây chú Năm đang nêm nếm vô trứng. Đó là trứng gà tre. Còn đây là cái rổ khô mà nói chung là đủ loại thành phần hết á. Đây là sặc một nắng nè. Đây là khô phi nè. Còn đây là khô bột tọt nè. Còn đây là khô cống nhum nè. Chú ơi, đầy đủ loại khô luôn. Coi gì chứ không, mình mà ăn muốn ăn khô gì? Không có cá tươi là có cá khô. Cái đó chính là bây giờ mình chiên. Chiên đi. Mình ăn trước đi. Rồi bây giờ mình chiên trứng đi. Cá xóc muối, đưa anh bịch muối anh xóc cho chuột ơi. Này chân tét rồi đâu có lội được đâu vú. Rồi. Đậy lại. Xóc qua sạch đi. Rồi lát mình ớt nướng luôn. Kiếm cái gì dằn lên cái thớt ấy, chuột. Dằn lên chứ để cho nó dậy đi. Nó tự hết nhớt rồi. Để cho nó giải đi, cho nó tự lăn, tự làm gì nó làm. Ừ. Này chú Năm, cho chú Năm chiên trứng ha. Bình thường là chú đầu bếp chính. Anh bánh quá hả? Bánh xèo. Đúng rồi, trời, hôm nay gió lạnh ghê chú Năm. Ngồi nãy quéo quéo hết luôn. Vô bên nhà có gió, mình cũng hết. Bóng trống. Lạnh quá. Lạnh quá, gặp trứng với lại khô kiểu này sao mà. Cái khô bù tọt này bữa vô ướp ngon nè Vũ ơi. Chiên, phụ nữ chân dài. Này chiên giòn lắm. Nay mình ăn người đẹp ha. Nay mình ăn người đẹp chân dài luôn.
Còn bà này thì không biết gọi bà là gì nữa. Khô phi, phi khô. Sạc một nắng, cái sạc một nắng thì ngon này. Này nãy vú cầm qua, này mình để sẵn đây rồi. Tại mà sạc một nắng mình không để ngoài được, này phải để trong tủ đông. Gì chuột? Chưa chín đâu. Chưa có chín đâu. Ngắm người đẹp chân dài. Ngắm người đẹp chân dài. Vô nữ chân dài chứ. Ngon quá. Rồi bây giờ mình làm mình chiên khô một nắng đi ha. Bữa giờ ăn cái kia rồi. Bữa giờ hai anh em cứ buồn buồn là mang cái kia ra quất. Nay mình khô một nắng đi. Khô một nắng bữa nào mình làm cháo trắng á. Cháo trắng là giờ chú Năm ha, ngon nè. Sáng sớm hả chú Năm? Sớm tối. Không, sáng sớm là ngon. Sáng sớm nấu cháo rồi chứ lại nấu cháo trắng ăn ngon lắm. Sáng sớm. Hay để sáng mai nấu rồi đầu mọi người ăn xong rồi mình làm tiếp. Cái khô phi rồi đã chúng đập. Bữa con ăn thử ngon lắm. Mà sao không biết sao mình phơi người ta phơi đẹp lắm, mình phơi nó quéo 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 quéo. Ta để ở trên dung dĩ. Ta kẹp. Ta kẹp nó ăn ngon là được rồi chú ơi. Nó tuy không đẹp mà ngon. Tuy không đẹp mà ngon. Chuột đang chẻ cây tre. Giờ mình nướng cá xong hai món rồi. Cá này thì nướng nhanh nè. Biệt thự mình ở biệt thự ăn nhiều món không Vũ? Nãy tưởng hai ăn muối mà Vũ mang trứng qua chứ. Không coi vậy chứ con còn dự trữ khô Vũ ơi. Con tính trước rồi. Cái mùa gió này lạnh lắm, cá nó không có đi. Khô cũng có mắm, cũng có trứng. Tính hết rồi đó chứ. Ấy là mang khô để dự trữ á. Cá chín rồi Vũ ơi. Chín được rồi, con cá đổ đồng rồi chắc được rồi nè. Dạ. Mấy món ăn là xong hết rồi mọi người. Vũ có cầm thêm mắm thái. Nè Vũ tự làm nha mọi người. Đó, trứng, cá chê chiên chấm mắm gừng, khô một nắng, rồi cá đậu bắp nữa. Thôi giờ ăn cơm thôi. Thôi mình sẽ phép mời mọi người ăn cơm ha. Con mời cả nhà ăn cơm. Nào mẹ. Con mời chú Năm rồi Vũ ăn cơm. Dễ đậu gãy vậy trời. Vừa ăn cơm vừa nghe dễ gãy luôn. Cá nướng coi có gì con thử trước ha. Trời ơi chắc giờ mình chín nướng cá sao á, ngon đừng nói tới. Sao Năm? Nào thử cái món mắm Vũ làm á. Cái món này ăn tốn cơm lắm Vũ ơi. Ăn như này bún mắm sống, bún nè, thịt luộc nữa. Dạ. Chứ mà ăn với cơm tốn cơm quá. Dạ, ăn cơm nhiều cơm. Mai nữa làm mấy cầu xong rồi Vũ. Thử mỗi cái một miếng không là hết chén cơm rồi. Này là trứng của chú Năm chiên. Đầu bếp chiên nấu trứng. Trứng luộc, trứng chiên. Chú Năm nuôi gà tre.
nó là chiên trứng ăn hoài luôn. Trứng gà chiên ăn thơm ngon ha. Gì nữa không? Gió vậy mà mũi nữa hả? Mấy mũi ở đây nó giống như lũ nó quen à. Mũi ở kia bị nóc không. Đây là vụ nữ chân dài. Hôm nay ăn vụ nữ chân dài luôn. Không thiệt chứ, cái khô mà tính ra cái khô mà khô nhái này cũng ngon. Ta vụ nữ chân dài mà. Đúng là chân dài ăn vẫn ngon hả vô. Đã được á. Bộ chiên bơ đó là vô. Quá chừng luôn. Đâu á. Hôm nay mới cắt tóc mọi người ơi. Tóc mới, tóc mới. Ta cắt tóc tốn tiền không? Con vô bộ đội đẩy cái là hết, đâu tốn tiền đâu. Vô là phát một là xong. 30 giây không tốn tiền luôn. Có cái cạo mặt không dám cạo không? Nói gì chứ đâu có cạo mặt đâu. Để mà mua bột để sẵn. Đúng bột kia kìa. Thải vô con mũi cho phát làm bột trà nái. Nãy tưởng đâu hai anh em mình nhịn đói nên mình. Đâu có nhịn đói. Có tưởng đâu lộc có gì ăn, có chiên khô ăn. Chú kêu mình gió như này là không có cá đâu, để chú mang mấy cái trứng qua cho chú chiên. Chuột lội xuống rồi để em biết chân cháu đâu rồi, giờ để em lội xuống. Lưới rồi câu. Lưới câu con lưới hai con là... anh ta lội xuống đi không, không thấy nản anh Minh kêu lên thấy trời lạnh mà chân đâu không xuống được, cái trời lạnh thì thôi kêu lên kêu để em đi chút nữa chẳng được hai con hết. Trời ơi, mình câu khó ăn á. Thôi video mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nếu bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ video cho mọi người xem. Mình với lại tất cả mọi người xin chào và hẹn gặp lại.